Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhung Đỗ. Thì hôm nay Nhung làm một bài tập 5 phút tập cùng với nhạc theo như yêu cầu của một số bạn. Thì các bạn cũng biết đó, hiện tại là đang trong mùa dịch, các phòng tập đều đóng cửa. Nhung hy vọng là với bài tập ngắn này sẽ giúp cho các bạn và các em học sinh có thể tự tập và giảm cân tại nhà, đồng thời là tăng sức đề kháng mùa dịch các bạn nha. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào một bài khởi động nhẹ nhàng. Cái động tác xoay hông này các bạn cứ xoay tưởng tượng như là chúng ta đang lắc vòng vậy đó. Xoay 2 lần 8 nhịp, sau đó các bạn sẽ xoay ngược lại, cứ xoay tròn hông các bạn nha. Động tác này ngoài khởi động làm cho các bạn cảm thấy cơ thể của chúng ta linh hoạt nhẹ nhàng hơn, thì các bạn cũng có thể ngừng khởi động với tất cả các em và bạn đó. Rồi chúng ta phần 1 nha. Hay gặp bụng, gặp bụng, co và căng ra. Nghiêng qua trái, nghiêng sang phải. Đúng rồi, cho cơ thể hấp nhận thôi nè. Chuẩn bị các bạn sẽ đi nhanh nha. Đúng rồi, cố gắng lên nha. Các bạn đừng nghĩ là chúng ta không tập được, cứ tập như thế này sẽ làm được thôi. Động tác này chỉ là khởi động thôi mà, cho các bạn có cơ thể linh hoạt hơn. Xoay hông nào, các bạn cứ đánh hông rộng để chúng ta tập được eo và bụng luôn. Vừa khởi động mà vừa tập được eo bụng luôn rất là hiệu quả. Sẽ được lại cho mình nha. Các bạn thấy cơ thể mình đã nóng dần lên chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập nha. Sẵn sàng, các bạn ngồi xuống, sau đó ta chân trái qua chân phải. Khi các bạn xoay, các bạn nhớ là xoay cả các eo và bụng luôn cho bụng của mình. Siết chặt bụng, siết chặt eo lúc đó. Thank you.
bài tập như thế này thì các bạn nhớ đăng ký kênh.